Dũng Audi cho ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị anh chị em. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục về thêm cho các bác thêm một chiếc xe mới nữa, một chiếc xe vào trong tầm tiền hơn 200 triệu đồng một xíu xíu thôi, là anh chị em sở hữu một chiếc xe 7 chỗ ngồi hàng Nhật ngon lành cành đào rất là bền luôn các bác nhá. Lốp láp thì mới thay xong, nó còn rất là dày. Và đây chính là một chiếc Innova đời 2006, số sàn và xe trang bị động cơ 2.0 bản G. Với cái dòng xe này thì chúng ta về có thể phục vụ với mục đích cá nhân, phục vụ gia đình cũng được. Nói chung là chúng ta về chạy dịch vụ vận tải khách, đôi khi thì chúng ta có thể là phục vụ gia đình đều ổn hết nhá. Và cái đặc tính của dòng này thì nó rất là bền bỉ, ổn định, ít hỏng mặt vặt. Mà trong khi đó là phụ tùng thay thế của cái dòng Innova này thì nó tràn ngập thị trường Việt Nam rồi. Với dòng xe rất là thông dụng. Innova nói riêng và nói chung là dòng Toyota này. Em này thì được trang bị một cái lớp sơn màu đen nhá, trang bị lớp sơn màu đen. Gầm bệ còn chắc chắn, cứng cáp, không han gì mối mọt, máy ngon, số ngọt, điều hòa mát sâu, màn hình giải trí cũng đã được trang bị rồi để cho anh chị em nghe nhạc, giải trí xem phim. Và các bác có thể để ý đằng sau là cũng được lên một cái camera lùi rồi. Đấy, giúp cho các bác là kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn khi lùi xe. Và độ luôn cả cái bậc để chân kìa, cái bệ bậc lên xuống để cho, giúp cho chúng ta là lên xuống xe được dễ dàng hơn. Và đây là phần sơn xi bên ngoài của phần thân bên phụ của em này. Đấy, tay nắm cửa thì cũng đã được ốp mạ chrome. Và đèn trước, đèn sau thì cũng đều được ốp mạ chrome hết rồi. Nhìn cái chiếc xe nó sẽ cứng cáp chắc chắn hơn rất là nhiều. Và em đã đi hết một vòng chung quanh xe để cho các bác ngắm tổng thành form dáng sơn xi ngoại thất bên ngoài của chiếc Innova G đời 2006, số sàn và xe trang bị động cơ là 2.0. Và hiện tại thì chiếc xe này bên em đang giao bán với cái mức giá là 225 triệu đồng các bác nhá. Có 225 triệu đồng thôi. Tuy nhiên là giá cả thì vẫn còn có thể thương lượng, vẫn còn có bớt cho anh chị em nào thiện chí, nhiệt tình gọi điện về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo là 0855 966 966. Hoặc các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe, cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc Innova G đời 2006 này. Bản này là bản G xịn luôn. Và các bác nhớ đăng ký kênh, nhớ follow fanpage để không bỏ lỡ bỏ qua những video chi tiết của từng chiếc xe một em cập nhật liên tục về cho anh chị em. Rồi, sau đây thì em sẽ đi vào bên trong nội thất của xe để review cho các bác sau khi mà review phần sơn xi ngoại thất bên ngoài rồi. Thì đây là nội thất bên trong. Đó. Rất là đẹp. Em này thì là xe tư nhân biển 89 Hưng Yên các bác nhá. Biển 89 Hưng Yên. Và em này được trang bị một cái bộ ghế da màu kem. Còn nguyên zin nguyên bản cho xe luôn. 7 chỗ ngồi cực kỳ là rộng rãi, nếu mà các bác đi 5 người thì cái khoang cốp sau khi chúng ta gặp cái hàng ghế lại tha hồ mà để đồ luôn. Đây. Đó. Hàng ghế sau đó nhá, gọn gàng sạch sẽ thơm tho. Và chân nỉ nguyên bản đã được căng phủ ni lông đây rồi. Rồi lên hàng ghế trước này cho các bác xem đây. Đấy, táp ly còn đẹp chưa? Đấy, còn táp ly này. Đẹp, dòng xe này nó rất là bền với những chiếc xe mang thương hiệu đến từ Nhật Bản. Đấy, hàng ghế sau nhé, hàng ghế trước này nhá, gọn gàng sạch sẽ và ga da ghế thì nó càng mọng luôn. Và đây chính là một cái màn hình giải trí này, kết nối Bluetooth nghe nhạc tuyệt vời luôn. Đấy, đi đường nghe nhạc tuyệt vời khi mà kết nối Bluetooth với điện thoại. Vô lăng được ốp da rồi, củ số thì vẫn còn rất là đẹp. Táp lô thì vẫn viết nổi đều nhá, táp lô vẫn viết nổi đều, không có hiện tượng là sờn mòn ở trên cái mặt táp lô này. Review luôn về mặt chất lượng của xe. Đầu tiên là phần chỉ này. Đấy, phần chỉ đây nha. Ra. Chỉ của cánh trước bên phụ. Đấy, anh chị em thấy nhá. Chỉ cánh trước bên phụ sẽ là đẹp luôn rồi. Quay đến cái phần cột giữa này. Đấy, cái phần cột giữa bên phụ đây nhá. Thì các bác nhìn cái phần ốc bản lề này, đây là cái lớp bụi màu theo thời gian thôi. Chứ còn các bác nhìn để ý kỹ trên cái con ốc này. Đấy, bên em xem xe rất là kỹ luôn. Thì cái con ốc này chưa có tác động bên ngoài vào nhá. Chưa có tác động bên ngoài vào. Như là khẩu hoặc là cà lê vặn vào con ốc các bác nhá. Nhìn nó vẫn còn gì nét này. Đấy, bản lề trên rồi bản lề dưới.
và cái chuyện là nó bụi màu theo thời gian nó bám trên đây thì chúng ta không thể tránh được, bởi vì là nó đời 2006 rồi. Đấy, như vậy thì cái cột này là ok rồi nhá. Đấy, quay luôn sắt xi gầm bệ cho các bác. Sắt xi gầm bệ, sắt xi gầm đây, điều hòa quá, nhìn cái nút điều hòa nó nhỏ này. Thấy chưa? Điều hòa rất là khỏe. Đây sắt xi gầm. Xung gầm nó còn rất là chắc chắn cứng cáp, bởi vì là nó cái dòng Toyota này thì khỏi phải bàn rồi, tất cả những cái chiếc xe mà của Toyota Vios này, rồi Altis này, rồi bây giờ đến cả Innova 7 chỗ này, nó đều là những cái phân khúc gọi là dòng xe quốc dân rồi, rất là bền và kinh tế, phù hợp với thị trường Việt Nam. Với cái thị hiếu người tiêu dùng của người Việt Nam thì cần sự bền bỉ và kinh tế hơn. Xuống cánh đằng sau bên phụ thì đây là phần chì của cánh đằng sau bên phụ đây nhá. Đấy, được chưa? Test luôn rồi, lốp lắm thì cũng mới thay cho các bác, cái bộ lốp nó còn rất là dày, về chỉ mình dùng thôi, chạy cực kỳ là sướng. Bây giờ thì sẽ xuống đằng sau. Đấy, em đã nói rồi, có chỉ cần lật cái hàng ghế lên, treo lên nhá. Treo lên đây thì tha hồ mà để đồ luôn. Khi mà chúng ta gia đình đi tầm 5 người để quẩy đấy, cho các bác nhìn tổng quan cả cốt đằng sau, lẫn cả cái phần trần đỉnh nguyên bản kìa, đã được căng phủ ni lông rồi nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, nghe chưa. Hai bên cái phần nhựa là các bác nhìn này, nó không có hiện tượng xước sát gì nhá, không có hiện tượng xước sát gì luôn. Bên này nữa, đấy, không có tí hiện tượng xước sát gì, được chưa? Rất là đẹp luôn. Quay vào đến phần chỉ trong này, các bác nhìn này, chỉ trong đây, đấy, ốc ác này, chỉ trong này. Quay nhá, chỉ trong. Đẹp chưa? Tuy nhiên là ở cái góc này thì ở cái góc này nó hơi bị tối, khe hơi bị tối, có thể là các bác nhìn một số chỗ nó không được rõ các bác nhá, một số chỗ các bác nhìn nó không được rõ đâu. Nếu các bác về trực tiếp xem xe nhìn nó đẹp tuyệt vời luôn. Phần lốp sơ cua của dòng này thì để ở đây, thì đây sắt xi gầm bệ bên dưới nó vẫn còn rất là chắc chắn cứng cáp các bác nhá, chắc chắn luôn. Giờ em đi sang phần thân bên lái để review cho anh chị em xem này. Thì cái phần đây là phần chỉ này, chỉ đi nhá, được chưa? Đấy, đây là phần táp ly bên cánh sau bên lái này, mượt chưa? Đồ lên phần cánh trước đây, táp ly đây, phần chỉ này. Ok, bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong phần con động cơ sau khi mà review. À, còn phần cột, cột bên này nữa. Đây, quá nhìn cái ốc bản này này, thấy chưa, còn nguyên cái lớp bụi màu từ thời gian. Cột này thì zin đét luôn nhá. Đấy, hai phần cột đấy. Giờ bắt đầu vào bên trong phần con động cơ để review cho anh chị em bên trong phần con động cơ này. Rất là nóng. Còn nắp cabo nhưng bật nhầm cái nắp bình xăng. Đây, và khoang động cơ thì quá nhìn cái khoang động cơ nó khô ráo nhá, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ, và quá nhìn này. Đấy, keo kia của nó máy zin luôn nhá, máy nó vẫn còn nguyên zin, dòng này nó rất là bền. Những cái dòng em cũng nói rồi, dòng Toyota nó rất là bền luôn, nếu các bác biết giữ gìn xe một chút thôi, xe đi nó cực kỳ là bền nhá, máy còn nguyên zin nhá. Đây, máy nhìn này, máy zin luôn nhá, máy nguyên zin luôn.
quay đến cái phần đây. Đấy, ốc bô các bạn nhìn còn đẹp như thế này cơ mà. Đây, bô nó còn đẹp căng như thế này. Phần chỉ đấy ạ. Chỉ cả bô đấy nhá. Đấy. Đầu đi sang cái phần thân bên phụ này. Đây. Đấy, bô nó còn đẹp như thế này mà. Long lanh luôn. Đây lau lau nó hết cái bụi màu theo thời gian này thôi nhá. Phần chỉ này. Ok chưa? Máy còn zin luôn nhá. Hai bên thì ốc cabo chưa đụng chạm một tí gì luôn. Được chưa? Và như vậy thì em đã review xong tới toàn thể quý anh chị em mình một chiếc Innova G đời 2006. Số sàn và xe trang bị động cơ là 2.0. Một chiếc xe rất là đẹp, bản G xịn luôn. Và xe trang bị hẳn tính khí an toàn trên khoang lái nữa. Và giá bán cho chiếc xe này là 225 triệu đồng thôi. Tuy nhiên là giá vẫn còn thương lượng và giá vẫn còn có bớt. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp về cho Dũng Audi 0855 966 966. Còn bây giờ thì em xin phép được kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.